Một quán cà phê ở Tokyo, Nhật Bản đã xây dựng khu ngủ đứng cho các khách hàng nhằm giúp họ hồi phục sức khỏe giữa các buổi làm việc. Những người đến đây sẽ được nhân viên của quán bố trí một chỗ ngủ đứng có kích thước tương đương một bố điện thoại công cộng. Bên trong có phần tựa chân, dựa lưng và điểm kê đầu. Thời gian ngủ quy chuẩn là 20 phút. Các nhà chế tạo cho biết họ sẽ thử nghiệm mô hình này trong khoảng 2 tuần để xem phản ứng của khách hàng trước khi quảng bá rộng rãi đến các bệnh viện và công sở. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, người dân Nhật Bản là những người thiếu ngủ nhất trong số 33 quốc gia được tổ chức này khảo sát vào năm 2021.